nhiệt của trưởng hạ khiến cho bệnh dạ dày nặng hơn, và bàn về bài thanh thử ích khí thang. Thiên Thích Chỉ Luận trong Nội Kinh nói: khí hư mà thân thể người bệnh lại nóng là do nặng nóng làm cho khí bị tổn thương. Bởi vì nhiệt thì tổn thương đến khí. Thiên Nguy Luận nói: có người do đi đường xa, đang lúc mệt mỏi lại gặp khi tiết trời nặng nóng mà cảm thấy khát nước. Khát nước là biểu hiện dương khí đã bị suy yếu ở bên trong. Bởi thế cho nên tà nhiệt bèn xâm nhập vào trong tạng thận. Trong thân thể con người thì tạng thận thuộc hành thủy. Nay thủy không thẳng được hỏa nhiệt, vì thế mà khiến cho người bệnh xương khô tủy rỗng, hai chân mềm yếu, không gánh vác nổi thân mình, vì thế phát thành bệnh gọi là cốt nguy. Hạ Kinh nói: bệnh cốt nguy là do đại nhiệt sinh ra, cái gọi là thấp nhiệt thành nguy mà trong Nội Kinh đã nói tới đó, chính là chứng bệnh của người đời nay, xương yếu gân mềm bước đi không nổi. Bởi vậy cho nên khi chữa chứng nguy chỉ cần dùng một kinh túc dương minh vị. Vào tiết trưởng hạ, cái khí thấp nhiệt đang rất thịnh hành, tiết trời nung nấu nóng như thiêu đốt. Trong số những người cảm nhiễm phải cái thứ thấp nhiệt đó thì phần lớn là chân tay rời rã, mệt mỏi ly bì, lười nhác vận động, tức ngực khó thở, các khớp xương đau nhức rã rời. Có người thì phát xuyễn, mình nóng phát phiền, ngực trưởng lên vì khí bế tắc không thông, nước tiểu vàng mà mót tiểu tiện nhiều lần, đại tiện loãng mà đi luôn xoành xoạch. Có người lại bị chứng kết lỵ, khi đi đại tiện ra phân vàng giống như chảo nát, hoặc như màu nước vo gạo. Có người thì khát, có người không, có người chẳng thiết gì ăn uống, mình đẫm mồ hôi thân thể nặng nề, hoặc có người lại ra rất ít mồ hôi. Đó là do phần huyết bị bệnh, mà khí không có bệnh. Xem mạch thì sẽ thấy mạch hồng mà hoãn, nếu thấp khí tương tranh va chạm với nhau thì sẽ thêm mạch trì. Mạch mà trì thì tuy bệnh có thay đổi hơi khác một chút, nhưng đều là do tiết trời nặng nóng và ẩm thấp mà gây nên. Nội Kinh nói dương khí bảo vệ bên ngoài, khiến cho cơ thể được kiên cố dẻo dai. Nặng nóng sẽ làm cho cơ thể tiết mất khí, vì thế khiến cho vệ khí sơ hở và suy yếu. Tà khí của nặng nóng bèn thừa cơ xâm nhập qua lớp vệ khí của cơ thể để vào bên trong. Cho nên người bệnh mình nóng mà tự đổ mồ hôi, gặp chứng này thì dùng hoàng kỳ ẩm ngọt, bộ có tính bổ dưỡng vi quân, nhân sâm quất bì đương quy cam thảo có vị ngọt mà hơi ẩm, bổ trung ích khí vi thần. Thương tuật bạch tuật trạch tả có tính thầm lợi mà trừ thấp, thăng ma cát căn ngọt đắng mà tính bình giỏi trừ chừng nóng trong cơ nhục, lại phù hợp với nguyên lý dùng thuốc chữa phong để trị chừng thấp. Nếu một khi thấp mà thẳng thì người bệnh ăn uống sẽ không tiêu mà thành bĩ mãn, tức là bụng sẽ nê trệ đầy trướng lên. Vì thế thần khúc sao lên có vị ngọt mà cay, thanh bì có vị cay mà tính ẩm, sẽ khiến cho thức ăn tiêu hóa đi mà khí được thông lợi, tạng thận ghét tảo vị cay để vinh nhuận cho nó. Cho nên dùng hoàng bà có vị đắng cay mà lạnh, lại mượn vị ngọt để trừ nhiệt và bồi bổ cho thủy hư, nhằm củng cố tư dưỡng cho nguồn sinh hóa trong tạng thận. Dùng nhân sâm ngũ vị tử, mạch môn đông có vị chua và ngọt mà hơi lạnh, làm tả để cừu cho phế kim bị thương vì tiết trời nặng nóng. Bài này có tên là thanh thử ích khí thang. Bài thuốc như sau:
thanh thử ích khỉ thang, hoàng kỳ một tiền, nếu ít mồ hôi giảm xuống 5 phân, thương tuật một tiền, tầm nức vo gạo rồi gọt bỏ vỏ, thăng ma một tiền, nhân sâm bỏ cuống 5 phân, trạch tả 5 phân, thần khúc sao vàng 5 phân, uất bì 5 phân, bạch tuật 5 phân, mạch môn đông rút bỏ lõi 3 phân, đương quy thân 3 phân, trích cam thảo 3 phân, thanh bì cạo bỏ màng trắng 2.5 phân, hoàng bà 2 hoặc 3 phân, rửa rượu cắt căn 2 phân, ngũ vị tử 9 hột, tất cả liều lượng như trên là 1 thang, cắt nhỏ ra như hạt đậu, rồi đổ 2 chén to nước, sắc cạn còn 1 chén thì lọc bỏ bã, uống hết 1 lần khi nước thuốc còn ấm, nên uống xa bữa ăn, cho người bệnh uống tễ thuốc nhiều hoặc ít, đều do thầy thuốc châm trước mà tùy ý gia giảm. Bệnh này do ăn uống mất điều độ hoặc do lao thương vất vả nhọc mệt quá, khiến cho tỳ vị bị thương tổn, lại nhân gặp ngày nắng nóng mà phát ra. Còn những vị như trạch tả, trư linh, phục linh, đăng tâm, thông thảo và mộc thông có tính đạm nhạt, thẩm lợi, tiểu tiện là đều tùy theo cái vượng khí của thời tiết mà tả khách tà trong tỳ vị, nhằm để bồi bổ cho cái bất cập của phế kim và thận thủy. Bài này tùy chứng rồi quyền biển mà lập phương để chữa những chứng như trên. Nếu như gặp những chứng thấp nhiệt cho tỳ vượng, không phải là do tiết trời nắng nóng, hoặc người bệnh đã đi tiểu nhiều, hoặc trong can thận không có bệnh tà mà dùng nhầm, thì tất sẽ khiến cho đại tả chân âm cạn kiệt thận thủy mà gây tổn hại tới đôi mắt. Vì thế lại phải lập phép gia giảm để chữa những biến chứng của bệnh như sau: tâm hỏa thừa thể xâm phạm đến tỳ thổ, khiến cho huyết bị hỏa tà lẫn vào cho nên không thăng phát được. Dương khí phải nép mình vào trong lòng đất. Đất ở đây chính là tạng tỳ của con người. Gặp chứng này thì phải dùng đương quy để hòa huyết và ra một ít hoàng bá để tả hỏa tà, nhằm mục đích giúp ích cho chân âm. Những chứng bệnh do tỳ vị bất túc gây ra thì nên ra một ít thăng ma, vì đó là thuốc để dẫn đường cho các vị thuốc khác đi vào 2 kinh, túc dương minh vị và túc thải âm tỳ, khiến cho dương khí được lưu hành mà tỳ vị sẽ tự nhiên có sự thay đổi. Thiểu dương kinh sẽ ban hành cái tiết lệnh của mùa xuân, đó là cái căn bản để cho vạn vật được sinh sôi phát triển, lại càng phải ra một chút xài hồ để khiến cho các kinh khác cũng đều có sự thay đổi theo, làm cho âm khí và dương khí đều được phát đạt, giúp ích thêm cho cái tiết lệnh sinh sôi phát triển phơi phới của mùa xuân, để nguyên khí của con người cũng được hài hòa tươi tốt. Tỳ hư là do tâm hỏa mạnh quá rồi thừa cơ lần át tỳ thổ, sau đó là do phế bị tà khí xâm nhập rồi bị nóng nhiệt khiến cho thương tổn. Vì thế tất nhiên phải dùng vị hoàng kỳ nhiều nhất, sau đó là tới cam thảo, sau cam thảo thì tới nhân sâm. Cả 3 vị này đều là những vị thuốc ngọt và ẩm, thuộc về dương dược. Khi tỳ bắt đầu hư thì phế khí tất bị mất trước, vì vậy cho nên cần dùng cái ngọt và ẩm của hoàng kỳ để giúp ích cho lớp khí của bì mao, làm cho tẩu lý được kín đáo, khiến cho mồ hôi ngừng ra là nguyên khí sẽ không bị tổn thương. Nếu người bệnh mà suyễn thở và ngại nói thì cần dùng nhân sâm để bồi bổ. Tâm hỏa lấn át tỳ thổ thì dùng trích cam thảo để tả hỏa nhiệt và bồi bổ cho nguyên khí của tỳ vị. Trong bài thuốc thì vị cam thảo nên dùng ít nhất
là vì e rằng sẽ làm cho trưởng mãn tăng thêm. Nhưng nếu tỳ vị bị đau gấp lắm, lại kèm thêm chứng tỳ vị đại hư, trong bụng hoặc da bụng cảm thấy như bị co thắt mà đau, thì ngược lại là cần dùng nhiều cam thảo. Nội kinh nói, bệnh đang lúc khẩn cấp thì cần phải làm cho hòa hoãn lại, chính là như thế. Nếu thầy thuốc quyền biển thì nên ra thăng ma để làm thuốc dẫn kinh, bởi e rằng nếu không ra thăng ma thì lại khiến cho tà khí mạnh thêm mà không chịu lui, như vậy ngược lại sẽ thông hành cho âm khí. Vậy nên phải ra thăng ma để dẫn kinh mà thông hành dương khí, khiến cho thanh khí ra khỏi nơi ẩn nấp rồi theo bên phải mà đi lên, để hài hòa với nguyên khí của âm dương. Nếu như trong bụng đầy trướng thì bỏ cam thảo, nếu người bệnh ho nhiều thì bỏ nhân sâm, nếu người bệnh thấy miệng khô và đau trong cổ họng thì ra can cắt căn. Tỳ vị một khi đã bị hư yếu thì không thể thăng phù mà bốc lên trên được, vì bị âm hỏa làm tổn thương đến nguồn sinh khí. Vinh huyết đã thiểu thốn thì vinh khí sẽ phải ẩn nấp trong đất đai, âm hỏa như ngọn lửa rừng rực bốc lên, hàng ngày thiêu đốt thì khí huyết sẽ lại càng hao hụt thiểu thốn. Tâm bào và tâm đều chủ về huyết, huyết đã suy giảm thì tâm sẽ không còn gì để nuôi dưỡng nữa, vì thế khiến cho tâm mê loạn mà phiền muộn bất an. Nếu như thanh khí không thăng, trọc khí không giảng thì chúng sẽ làm hại nhau, khiến cho trong ngực người bệnh như rối loạn lên, vì thế làm cho khí huyết toàn thân cũng rối loạn theo. Nội kinh nói, tùng hạ thượng giả dẫn nhi khử chi. Câu này có nghĩa là một khi dương khí bị hãm xuống dưới thì phải làm sao dẫn được dương khí đi lên. Dương khí đi lên thì tự nhiên tà khí sẽ bị loại trừ. Bởi vậy nên ra những vị cay ngọt mà hơi ẩm vào trong thang thuốc để sinh dương khí. Bởi dương sinh tắc âm trưởng. Có người thắc mắc những vị thuốc ngọt và ẩm thì làm sao có thể sinh ra huyết, trong khi những vị thuốc đỏ lại chẳng phải là những vị thuốc được chuyên dùng để chữa về huyết. Tôi xin trả lời, đó là tôi căn cứ theo phương pháp của Trương Trọng Cảnh. Huyết hư thì dùng nhân sâm để bổ, dương khí vượng thì huyết có khả năng sinh, nhưng ra thêm vị đương quy để hòa cho chân huyết, lại cần phải ra thêm một chút ít hoàng bả để cừu lấy thận thủy đang bị hỏa tà quấy nhiễu, là vì các vị thuốc có tính ngọt và lạnh có thể tả được nhiệt hỏa. Hỏa đã giảm thì tâm khí sẽ trở lại bình thường mà thân thể được yên. Nếu như người bệnh cứ phiền loạn mãi không thôi thì ra một ít sinh địa hoàng để bổ cho thận thủy. Bởi lẽ cứ bồi bổ cho thận thủy khiến cho thận thủy được thịnh vượng đầy đủ là tâm hỏa tự nhiên phải giảng. Đó chính là cách để giúp đỡ cho dương khí trong hành thổ. Nếu như khí phù vượt lên bên trên mà khiến cho tâm loạn thì dùng châu sa an thần hoàn trấn tâm an thần để củng cố. Nhưng khi thấy chứng phiền loạn đã giảm thì không nên cho uống nữa, vì cần phải đề phòng dương khí bị tả quá thì ngược lại sẽ bị hãm xuống. Nếu như cảm thấy bí tắc dưới ngực thì cũng nên ra một ít hoàng liên. Nếu thấy khí loạn trong ngực do thanh khí và trọc khí va chạm với nhau thì dùng quất bì để xử lý, vì quất bì còn có thể giúp cho dương khí thăng để tản trệ khí, lại giúp cho các vị thuốc cay và ngọt tăng thêm tác dụng. Và tiết trưởng hạ là thời kỳ khách tà của thất thổ đang rất thịnh vượng, bởi vậy thầy thuốc nên quyền biển mà ra thương tuật,
bạch tuật và trạch tả để phân tán và tiêu hao tà khí của thấp nhiệt. Nếu để cho thấp khí đại thẳng thì người bệnh ăn uống sẽ không tiêu hoặc sẽ kèm ăn và ăn không biết ngon. Gặp chứng này nên ra vị thần khúc nhưng phải sao lên để giúp thêm cho sự tiêu hóa, lại ra ngũ vị tử, mạch môn đông và nhân sâm để tả hỏa tà mà giúp ích cho phế khí, nhằm bù đắp lại cho cái tổn hại của mùa thu. Trên đây là nói về cách dùng thuốc theo tam phục trong tiết trưởng hạ.